dù anh đã được đá trong đội hình của câu lạc bộ Sông Lam ở những trận đấu tại Super League. Đó là một cơ hội cho cầu thủ Sông Lam và kết thúc bằng cú dứt điểm của Heto. Một cơ hội cực kỳ thuận lợi, tuy nhiên Heto lại có pha đánh đầu không chuẩn xác. Pha chuyển bóng rất tốt. Những đối thủ là Singoia của Indonesia. Pha bóng rất nguy hiểm. Một cú treo bóng cầu Âu của người Liberia. Rất may ở tình huống này thì thủ môn bên phía Sông Lam Nhan đã kịp thời lùi về và phản xử lý rất nhanh của thủ thành Nguyễn Mạnh. Bóng đang là Văn Quyến và Hoàng Linh. Và dứt điểm của Văn Quyến. Một tình huống lập bập, một trong những tình huống mà Văn Quyến để lại dấu ấn của mình, đó là khả năng sút phạt. Đúng, tại sao Tư Đoàn Anh vẫn đang vững? Tuy nhiên đây là một cơ hội dứt điểm. Một cơ hội cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Và đó là pha dứt điểm nối rất nhanh của Trọng Hoàng. Một pha di chuyển hợp lý của Trọng Hoàng. Và đây